nâng cái thang và xin chị cần hạn nó lát như tập ba tập một đông tiết viên là tập thay hay là tập ba bàn ấy cứ chịu ốc sạn mà mình sấy xem máy thứ mày là xe tài miên pha cùng nhớ pin mà được chắc máy mốn đã về đem được sấy phó nên con đột tật riêng này trẻ trẻ vì sao là thua không ai đưa có cái hai thang tông môn skill cứ cái cha tập nửa sấy cứ chỉ cần hạn sò hai mình được khó cứ chia mía đặt lại cho phụ hai bộ góp bằng to tiếp theo mía nó phải đặt lại cho phụ lợi vô mà liền với cần nơi tầm miên của bài vốn tay cả nạt xó và xin chỉ lại cho phụ hai cứ và lại mình sửa thử bọc tục nơi không tu mà chỉ vật tiếp thọ vốn tay là ở sạch cho người nhông vinh ha thường từng lọt nước cứ chỉ rướng đồ viên mà được pin nè vì ai tha chỉ ca sẽ mạng chất vì ai tha chỉ ca một khẩn bằng không bị phiệt kỳ tầm mặt hàng anh lỡ xin chưa kể lấy từ mưa sống công bao nhiêu chạy sáng miên mình được xoay một chừng muốn quát ban lông ca mơ nghe chơi vào ngã vì sầm nặng trông như trong vinh khơi mà quạt đài thua ở quát như trong biểu bạn tật chật vấn tẻ và sân chưa có lấy mơ tư mà được xảy mua trong nguồn tiện quát ban đọc lên hồn anh trên vì ạ đặt cả bỏ quát hay à vậy đài đặt tập xa hơn tiếp cư quát chắc đang chỉ vật hồn anh thêm mấy sang ngày nào có thêm mấy đám bay xin lại cô mong bỏ quát không nên chuyên được bỏ mình thôi ấy mỗi nên mình đừng bài chật thôi ấy mỗi những thứ cứ để cho bạn lo mình đừng bài chật dân trên pha có đâu à tại giờ đất với gò ca cần được bom được rõ nó cũng ở cái thôi rừng chân của ấy với ai áp on cái để vô đông được sấy thầm bắt tới được sấy về thực khăn là chúng mình mua những ấy nhưng thử cái thang được sấy cái ai bắt đo tầm lớn chừng này đến tại giờ đất với gò tên cơ sở bỏ quạt cũng ở giờ rừng phân nắng vừa chịu vật quạt nắng khai đi chia mình giấy để luôn nơi nó ngặt đất rồi gọi khai chia mình giấy để từ tua rong ca đi con vì phần nặng mà nói chung mình luôn bọc quạt nên hai công niêm như chỉ mình hẹn quạt rồi gọi trong cô xa là bọc quạt nhưng thể lên tận chất quạt từ bây giờ quạt nắng ai mình to tầm là từ một nông trại chỉ vào bọc quạt thì sống đạp lên lưng vĩnh và xuống rồi gọi ta ban niêm nhé cua tài vô rừng nắng từ bằng hai đo mà đủ rộng vĩnh đồng bây giờ cũng có nó thôi ca thì là chân mũi để trông trời.